Chương 31 Thiền diện của sự si mê. Đi hay ở không quan trọng, nhưng suy nghĩ của chúng ta là quan trọng. Vì vậy, tất cả các ông hãy làm việc, hợp tác và sống hòa hợp với nhau. Nó sẽ là di sản mà các ông tạo ra ở đây, Wat Pa Nanachat, Bungwai, thiền viện quốc tế trong rừng tại quận Bungwai. Đừng để nó trở thành Wat Pa Nanachat Bungwai, thiền viện quốc tế trong rừng của sự si mê và rối rắm. Một trong những lối chơi chữ được ưa thích của Ajahn Chah. Bất cứ ai đến ở đây sẽ giúp tạo ra di sản này. Theo quan điểm của tôi, các cư sĩ đang cúng dường y, thức ăn, trú xứ và thuốc men đủ cho chúng ta thọ dụng. Tuy họ là những người nông thôn bình dị, nhưng họ đã hết lòng cúng dường cho các ông vì lòng tịnh tín đối với Tam Bảo. Các ông đừng để suy nghĩ của mình muốn họ phải như thế này, thế nọ cuốn các ông đi. Chẳng hạn như, ồ, tôi đã cố gắng dạy những cư sĩ này, nhưng họ làm cho tôi thất vọng. Hôm nay là ngày Bố Tát, họ đến để xin giới, và rồi ngày mai họ lại đi lưới cá, họ sẽ uống rượu whisky. Họ làm những việc như thế này ngay ở ngoài kia, nơi mà ai cũng đều nhìn thấy. Và rồi, ngày Bố Tát tới, họ lại đến, họ lại xin giới và lắng nghe Pháp, và rồi sau đó, họ lại đi lưới cá, lại sát sanh và lại uống rượu. Các ông có thể có những suy nghĩ khó chịu như vậy. Các ông sẽ nghĩ rằng, các ông đã bỏ thời gian sinh hoạt với các cư sĩ kia, nhưng việc làm của mình chẳng mang lại chút lợi lạc nào cả. Ngày hôm nay, họ xin giới, và ngày mai họ đánh cá. Một tu sĩ không có nhiều trí tuệ, có thể ngã lòng và cảm thấy mình thất bại, nghĩ rằng công việc của mình không mang lại kết quả. Nhưng đó không phải là do những nỗ lực của các ông không đem lại kết quả, mà là do các cư sĩ thực hành không đạt được kết quả. Tất nhiên, đã có một số kết quả tốt trong nỗ lực giữ giới của họ. Vậy, khi có tình huống như vậy xảy ra, và chúng ta bắt đầu cảm thấy đau khổ về nó, thì chúng ta nên làm gì? Chúng ta quán chiếu bên trong tự thân để nhận ra rằng những ý định tốt của chúng ta đã đem lại một số lợi lạc và đã có một số ý nghĩa. Những gì mà nỗ lực của chúng ta không mang lại kết quả, chẳng qua chỉ là do các năng lực tinh thần của những cư sĩ đó chưa phát triển. Chúng vẫn chưa mạnh, cho nên bây giờ họ mới như vậy. Vì vậy, chúng ta tiếp tục giáo huấn họ một cách kiên nhẫn. Nếu chúng ta bỏ cuộc không dạy những người như vậy, họ có thể sẽ trở nên tồi tệ còn hơn bây giờ nữa. Nếu chúng ta tiếp tục giáo huấn họ, một ngày nào đó, họ có thể trưởng thành và nhận ra những hành động bất thiện của mình, và rồi họ sẽ cảm thấy hối hận và bắt đầu cảm thấy xấu hổ khi làm những việc bất thiện như vậy. Hiện giờ, họ có đức tin trong sạch để hỗ trợ chúng ta qua việc cúng dường tứ vật dụng nhằm giúp cho chúng ta duy trì được thân mạng này. Tôi đã xem xét điều này. Sự cúng dường của họ là một việc quan trọng. Nó không phải là chuyện nhỏ. Cúng dường thức ăn, chỗ ở cho chúng ta, cúng dường thuốc để chữa bệnh không phải là chuyện nhỏ. Chúng ta đang thực hành để có thể thành tựu Niết Bàn, Nibbana. Nếu chúng ta không có thức ăn để thọ dụng, việc thành tựu Nibbana sẽ khó lắm đấy. Làm sao để chúng ta ngồi thiền? Làm sao chúng ta có thể xây dựng tu viện này nếu không có sự cúng dường của các cư sĩ? Chúng ta nên nhận ra năng lực tinh thần của người khác khi nó chưa trưởng thành. Vậy chúng ta nên làm gì? Chúng ta giống như một người bán thuốc. Có thể các ông đã nhìn thấy hoặc nghe thấy những người bán thuốc lái xe quanh thiền viện với loa phóng thanh chào bán các loại thuốc khác nhau để chữa các thứ bệnh khác nhau. Những người hay bị nhức đầu hoặc gặp vấn đề về tiêu hóa có thể đến để mua. Chúng ta có thể nhận tiền của những người đến mua thuốc của chúng ta, nhưng chúng ta không lấy tiền của những người không mua bất cứ thứ gì. Chúng ta có thể cảm thấy vui với những người đã mua một thứ gì đó. Nếu những người khác ở trong nhà của họ không đi ra ngoài để mua thuốc, chúng ta không nên giận họ vì điều đó. Chúng ta không nên chỉ trích họ.
Nếu chúng ta dạy cho mọi người nhưng họ không thể thực hành một cách đúng đắn, chúng ta không nên nổi giận với họ. Đừng như vậy, đừng chỉ trích họ mà cứ tiếp tục hướng dẫn cho họ và dẫn dắt họ đi cùng. Khi nào năng lực tinh thần của họ đã chín mùi, họ sẽ muốn thực hành sao cho đúng. Cũng giống như khi đang bán thuốc, chúng ta cứ làm công việc kinh doanh của chúng ta. Những người bị bệnh tật gây phiền hà thì họ sẽ mua. Những người không có nhu cầu mua thuốc để uống, có thể họ không đang bị bệnh tật gì. Vì vậy, đừng bận tâm. Cứ giữ vững với thái độ như vậy thì các vấn đề sẽ được giải quyết. Cũng có những tình huống tương tự như vậy xảy ra vào thời của Đức Phật. Chúng ta muốn dạy tốt, nhưng vì lý do nào đó chúng ta không làm được như vậy. Có thể năng lực tinh thần của chính chúng ta chưa đủ trưởng thành, ba la mật, parami của chúng ta chưa tròn đủ. Nó giống như quả vẫn còn đang phát triển trên cây. Các ông không thể ép chúng phải ngọt. Chúng vẫn chưa chín tới, chúng còn non và chua. Đơn giản chỉ vì chúng chưa chín. Các ông không thể ép chúng phải lớn hơn, ngọt hơn và buộc chúng phải chín. Các ông phải để cho chúng tự chín theo đúng bản chất của chúng. Thời gian trôi qua và mọi thứ sẽ thay đổi. Mọi người có thể trưởng thành về mặt tinh thần. Thời gian trôi qua, trái cây sẽ phát triển, chín mùi và ngọt theo đúng quy luật phát triển của chúng. Với một thái độ như vậy, các ông có thể thoải mái. Nhưng nếu các ông thiếu kiên nhẫn và bất mãn, các ông cứ tiếp tục hỏi, tại sao trái xoài này lại không ngọt, tại sao nó chua? Nó vẫn còn chua vì nó chưa chín. Đó là bản chất của trái cây. Con người trên thế gian cũng giống như vậy. Điều này làm cho tôi nghĩ đến lời dạy của Đức Phật về bốn loại hoa sen. Một số vẫn còn nằm trong bùn, một số đã vươn ra khỏi bùn nhưng vẫn còn nằm ở dưới mặt nước, một số nằm ngang mặt nước và một số đã vươn lên khỏi mặt nước và nở hoa. Đức Phật đã có thể giáo huấn cho rất nhiều chúng sanh với căn tánh khác nhau vì Ngài hiểu rõ những mức độ phát triển tâm linh khác nhau của họ. Chúng ta nên suy nghĩ về điều này để không cảm thấy bị áp lực bởi những gì đang xảy ra tại đây. Chỉ cần tự coi mình như một người bán thuốc, trách nhiệm của các ông là quảng cáo và làm cho thuốc có sẵn để bán. Nếu ai đó bị bệnh, họ có thể đến và mua nó. Tương tự như vậy, nếu năng lực tinh thần của con người đã trưởng thành đầy đủ, một ngày nào đó họ có thể phát triển lòng tịnh tính. Đây không phải là cái mà chúng ta có thể buộc họ phải làm. Nhìn vấn đề theo cách này, chúng ta sẽ ổn. Sống ở đây, trong tu viện này, chắc chắn là có ý nghĩa. Nó không phải là không có sự lợi lạc. Tất cả các ông hãy cùng nhau thực hành một cách hòa hợp và thân thiện với nhau. Khi các ông gặp chướng ngại và đau khổ, hãy nhớ lại những phẩm hạnh của Đức Phật. Sự hiểu biết mà Đức Phật đã chứng ngộ là gì? Đức Phật đã dạy những gì? Giáo pháp Dhamma chỉ ra điều gì? Tăng đoàn Sangha thực hành ra làm sao? Hãy luôn niệm ân đức của Tam Bảo, việc này sẽ đem lại nhiều sự lợi lạc. Cho dù các ông là người Thái hoặc là người đến từ các quốc gia khác cũng chẳng có gì quan trọng. Điều quan trọng là phải duy trì sự hòa hợp và hãy làm việc cùng nhau. Mọi người từ khắp mọi nơi đến thăm thiền viện này. Khi mọi người đến Wat Pa Pong, tôi thuyết phục họ đến đây để thăm thiền viện này, để thấy sự thực hành ở đây. Đây là một di sản các ông đang tạo dựng. Dường như mọi người đều sinh khởi lòng tịnh tín và vui mừng vì ngôi thiền viện đang được tạo dựng này. Vì vậy, đừng quên bản thân mình. Các ông nên dẫn dắt mọi người thay vì để cho họ dẫn dắt các ông. Hãy nỗ lực hết mình để thực hành cho tốt và ổn định cuộc sống tu tập của mình cho thật vững chắc. Kết quả tốt rồi sẽ đến. Có sự hoài nghi nào về việc thực hành các ông cần giải quyết bây giờ không? Hỏi và đáp. Hỏi, khi tâm không suy nghĩ nhiều, nhưng nó ở trong một trạng thái si ám, tối tăm và đờ đẫn, có cách gì để làm cho nó sáng tỏ, hay là chúng ta cứ tiếp tục ngồi với trạng thái đó? Đáp,
Lúc nào cũng vậy, hay tình trạng này chỉ xảy ra khi ông đang ngồi thiền? Trạng thái si ám này chính xác là như thế nào? Nó có phải là sự thiếu trí tuệ không? Hỏi: Khi ngồi thiền, con không bị buồn ngủ, nhưng tâm của con cảm thấy tối tăm, kiểu như tâm bị đặt lại hoặc mờ đục. Đáp: Vì vậy, ông muốn làm cho tâm của ông có trí tuệ, phải không? Hãy thay đổi tư thế và đi thiền hành cho nhiều vào. Đó là một điều cần phải làm. Ông có thể thiền hành liền một mạch 3 giờ đồng hồ, cho đến khi ông thật sự cảm thấy mệt. Hỏi: Con thiền hành một vài giờ một ngày, và con thường suy nghĩ nhiều trong khi đi, nhưng điều thật sự làm cho con bận tâm là trạng thái tâm si ám này khi con ngồi. Con có nên cố gắng nhận thức rõ về nó và buông bỏ, hoặc có một phương pháp nào đó con nên sử dụng để chống lại nó? Đáp: Tôi nghĩ có lẽ đã không có sự cân bằng giữa các tư thế của ông. Khi thiền hành, ông suy nghĩ nhiều. Vì vậy, ông nên quán chiếu nhiều trong khi đi, quán chiếu một lúc rồi ngưng, rồi lại tiếp tục quán chiếu rồi ngưng. Làm như vậy, tâm có thể rút lui khỏi sự suy nghĩ, nó sẽ không dính vào đó. Nhưng đừng bận tâm. Trong thời gian này, hãy dành nhiều thời gian cho thiền hành hơn. Tập trung vào thiền hành, và rồi nếu phát hiện tâm đang đi lang thang, hãy kéo nó ra khỏi sự suy nghĩ lan man và thực hành quán chiếu. Chẳng hạn như hãy thẩm sát thân. Ông đã bao giờ làm điều đó một cách liên tục chưa? Hay đó chỉ là sự quán chiếu không thường xuyên, lâu lâu mới làm một lần? Khi ông trải nghiệm trạng thái tâm si ám này, ông có thấy khổ không? Hỏi: Con cảm thấy nản lòng vì trạng thái tâm của mình, con không phát triển định hoặc tuệ được. Đáp: Khi ông có trạng thái tâm như vậy, khổ sẽ sinh khởi vì sự không biết do tâm mờ đục, có sự hoài nghi về việc tại sao tâm lại như thế này. Nguyên tắc quan trọng trong thiền tập là bất cứ điều gì xảy ra cũng đừng hoài nghi về nó. Hoài nghi chỉ làm đau khổ tăng thêm. Nếu tâm sáng và tỉnh táo, đừng hoài nghi về điều đó. Đó chỉ là một trạng thái của tâm. Nếu nó mờ mịt và đờ đẫn, đừng hoài nghi về điều đó. Cứ tiếp tục tinh tấn thực hành và đừng để mắc kẹt vào sự phản ứng đối với tình trạng đó. Ghi nhận và biết rõ về trạng thái tâm đó của ông, đừng hoài nghi về nó. Nó chỉ là nó vậy thôi. Khi ông dung dưỡng sự hoài nghi, bắt đầu bám níu vào nó và gán cho nó ý nghĩa, và rồi nó, tâm, sẽ mờ đục. Khi thực hành, những trạng thái này là những gì ông sẽ gặp phải trong tiến trình tu tập. Ông không cần phải hoài nghi về chúng, hãy ghi nhận chúng với sự tỉnh giác và buông bỏ chúng. Còn sự buồn ngủ thì sao? Khi ngồi, ông buồn ngủ hay tỉnh táo hơn? Nếu ông đã buồn ngủ, thì việc nhớ lại những gì đã xảy ra có lẽ là khó. Nếu buồn ngủ xảy ra, hãy mở mắt khi hành thiền, đừng nhắm mắt. Thay vào đó, ông có thể tập trung nhìn vào một điểm, chẳng hạn như ánh sáng của ngọn nến. Đừng nhắm mắt lại, đây là một cách để loại bỏ chướng ngại của sự buồn ngủ. Khi đang ngồi thiền, thỉnh thoảng ông có thể nhắm mắt, và nếu tâm của ông trong sáng, không buồn ngủ, ông có thể tiếp tục ngồi nhắm mắt. Nếu ông cảm thấy tâm đờ đẫn và buồn ngủ, hãy mở mắt ra và tập trung vào một điểm. Việc này cũng tương tự như hành thiền với đề mục Kasina. Làm như vậy, ông có thể khiến cho tâm tỉnh táo và trở nên vắng lặng. Cái tâm buồn ngủ thì không vắng lặng, nó bị các chướng ngại làm cho tối tâm và nó rơi vào sự si ám. Chúng ta cũng nên nói về giấc ngủ. Ông không thể cứ thực hành mãi mà không ngủ. Ngủ là bản chất tự nhiên của cơ thể. Nếu ông đang thiền và ông không thể chịu đựng được cơn buồn ngủ, hoàn toàn buồn ngủ, hãy để cho mình ngủ. Đây là một cách để dập tắt chướng ngại khi nó áp đảo ông. Mặt khác, trong tiến trình thực hành, nếu ông là người có khuynh hướng hay buồn ngủ, hãy mở mắt ra. Một lúc sau hãy nhắm mắt lại và kiểm tra trạng thái tâm của ông. Nếu nó trong sáng, ông có thể nhắm mắt lại để thực hành. Thực hành một thời gian thì sau đó lại nghỉ ngơi.
Một số người luôn chiến đấu chống lại sự buồn ngủ, họ buộc mình không được ngủ, và kết quả là khi họ ngồi, họ từ từ rơi vào giấc ngủ và tự gục mặt xuống sàn, ngồi trong một trạng thái không hay biết gì cả. Hỏi: chúng ta có thể tập trung vào chớp mũi không? Đáp: việc đó cũng tốt. Ông có thể làm bất cứ điều gì miễn nó phù hợp với ông. Hãy làm bất cứ điều gì mà ông cảm thấy thoải mái với nó và giúp ông cột tâm của mình. Hãy tập trung vào đó. Nó giống như thế này. Nếu chúng ta dính mắc với các chuẩn mực của sự hoàn thiện và áp dụng các nguyên tắc hướng dẫn dành cho chúng ta từng chữ một, thì nó có thể khó hiểu. Khi thực hành một loại thiền dùng làm chuẩn mực, chẳng hạn như chánh niệm trên sự thở, trước tiên chúng ta nên quyết tâm rằng ngay bây giờ chúng ta sẽ thực hành nó, và chúng ta sẽ làm cho chánh niệm trên sự thở trở thành nền tảng của sự thực hành của chúng ta. Chúng ta chỉ tập trung vào hơi thở ở ba điểm khi nó đi qua lỗ mũi, ngực và bụng. Khi không khí đi vào, đầu tiên nó đi qua mũi, và rồi xuống ngực, sau đó đến điểm cuối là bụng. Khi nó đi ra khỏi cơ thể thì điểm đầu là bụng, điểm giữa là ngực và điểm cuối là mũi. Chúng ta chỉ ghi nhận như vậy. Đây là cách để bắt đầu kiểm soát tâm, cột sự tỉnh giác vào ba điểm đầu, giữa và cuối này của các lần hít vào và thở ra. Trước khi chúng ta bắt đầu, trước tiên chúng ta nên ngồi và để tâm thư giãn. Nó tương tự như việc may y trên máy may. Khi chúng ta học cách sử dụng máy may, trước tiên chúng ta chỉ ngồi trước máy may để làm quen với nó và để cảm thấy thoải mái với nó. Ở đây chúng ta chỉ ngồi và thở, không tập trung sự tỉnh giác trên bất cứ điều gì. Chúng ta chỉ ghi nhận rằng chúng ta đang thở. Chúng ta ghi nhận xem liệu hơi thở có thoải mái hay không và nó dài hoặc ngắn ra sao. Sau khi đã ghi nhận như vậy, chúng ta bắt đầu tập trung vào sự thở vào và thở ra tại ba điểm. Chúng ta thực hành như thế này cho đến khi chúng ta trở nên thuần thục và việc thực hành diễn ra suôn sẻ. Giai đoạn tiếp theo chỉ tập trung chánh niệm vào cảm giác hơi thở ở chóp mũi hoặc môi trên. Vào giai đoạn này, chúng ta không quan tâm đến việc hơi thở dài hay ngắn, mà chỉ tập trung vào cảm giác hơi thở đi vào và đi ra. Các hiện tượng khác nhau có thể tiếp xúc với các giác quan, hoặc suy nghĩ có thể sinh khởi. Đây gọi là suy nghĩ khởi đầu hay tầm, vitaka. Tâm gợi lên một số ý tưởng, có thể là về bản chất của các pháp hữu vi, sankhara, về thế gian hay bất cứ thứ gì đó. Một khi tâm đã gợi nó lên, tâm sẽ muốn tham gia và hòa mình vào trong ý tưởng đó. Nếu nó là một đối tượng thiện, thì hãy để tâm tiếp nhận nó. Nếu nó là cái gì đó bất thiện, thì hãy dừng ngay lập tức. Nếu nó là một đối tượng thiện, thì hãy để tâm quán chiếu nó, và niềm vui, sự hài lòng và hạnh phúc sẽ từ đó sinh khởi. Tâm sẽ sáng chói và trong sáng khi hơi thở đi vào, đi ra, và khi tâm tiếp nhận những suy nghĩ khởi đầu này. Rồi suy nghĩ khởi đầu phát triển thành suy nghĩ lan man, rời rạc hay tứ, vikara. Tâm phát triển sự quen thuộc với đối tượng, tự nỗ lực và hòa mình vào trong đối tượng đó. Tại thời điểm này, không có sự buồn ngủ. Sau khi suy nghĩ lan man, rời rạc, tứ, một khoảng thời gian vừa đủ, hãy đưa sự chú ý của ông trở lại với hơi thở. Và rồi khi ông tiếp tục thực hành, ông sẽ thấy suy nghĩ ban đầu và suy nghĩ lan man, rời rạc, tiếp tục sinh khởi, đang xen với nhau. Nếu ông đang quán chiếu một cách thiện xảo về một đối tượng, chẳng hạn như bản chất của pháp hữu vi, sankhara, thì tâm sẽ kinh nghiệm sự vắng lặng sâu hơn và hỷ sinh khởi. Có vitaka, tầm, và vikara, tứ, và điều đó dẫn đến sự hạnh phúc của tâm. Vào thời điểm này sẽ không có bất kỳ sự đờ đẫn hay buồn ngủ. Tâm sẽ không si ám nếu chúng ta thực hành như thế này. Nó sẽ vui và có sự thích thú. Trạng thái hỷ này sau một lúc sẽ bắt đầu giảm dần và biến mất. Vì vậy,
ông có thể bắt đầu trở lại với suy nghĩ khởi đầu. Tâm trụ vững chắc trên suy nghĩ khởi đầu, không còn sự phân tâm. Sau đó, ông lại tiếp tục suy nghĩ lan man, rời rạc, và tâm tự đồng hóa để trở thành một với nó. Khi ông thực hành một đề mục thiền phù hợp với căn tánh của mình và thực hành tốt, bất cứ khi nào ông tiếp nhận đối tượng, hỷ sẽ sinh khởi. Lông trên thân dựng đứng, tâm thích thú và cảm thấy thỏa mãn. Khi ông thực hành như thế này, thì không thể có sự đờ đẫn hay buồn ngủ gì cả. Ông sẽ không có sự hoài nghi. Cứ tới lui giữa suy nghĩ khởi đầu và suy nghĩ lan man, rời rạc, suy nghĩ ban đầu và suy nghĩ lan man, rời rạc. Cứ làm tới làm lui như thế và hỷ sẽ sinh khởi, và rồi sau đó sẽ có lạc, xuất kha. Điều này xảy ra trong ngồi thiền. Sau khi ngồi một lát, ông có thể đứng dậy và thiền hành. Tâm khi đi thiền hành có thể giống như khi ngồi thiền, nó không buồn ngủ, nó có tầm, vitaka và tứ, vikara. Vitaka và vikara, và rồi hỷ sinh khởi. Không có bất kỳ chướng ngại, nivarana nào cả, và tâm sẽ không bị dẫn đục. Bất cứ điều gì xảy ra, đừng bận tâm. Ông không cần phải hoài nghi về bất kỳ kinh nghiệm nào mà ông có thể có. Nó có thể là ánh sáng, sự an lạc hoặc bất cứ điều gì. Đừng dung dưỡng sự hoài nghi về những trạng thái này của tâm. Nếu tâm si ám, nếu tâm sáng tỏ, đừng dính mắc với những trạng thái này. Đừng bám níu vào chúng. Hãy buông bỏ, loại bỏ chúng. Cứ thiền hành, cứ ghi nhận những gì đang diễn ra mà không để bị dính mắc hoặc tham đắm vào đó. Đừng đau khổ vì những trạng thái này của tâm, đừng hoài nghi về chúng. Chúng chỉ là chính chúng, vậy thôi. Chúng vận hành theo đường lối của các hiện tượng của tâm. Đôi khi tâm vui, đôi khi nó buồn. Có thể có hạnh phúc hay đau khổ. Có thể có sự chướng ngại. Thay vì hoài nghi, hãy hiểu rằng các trạng thái của tâm là như vậy đó. Bất cứ điều gì đang biểu hiện là quả của nhân đã chín mùi. Tại thời điểm này, trạng thái này đang biểu hiện, đó là những gì ông nên nhận ra. Ngay cả khi tâm của ông si ám, ông cũng không cần phải buồn bực về điều đó. Nếu nó trở nên sáng chói, đừng quá vui vẻ vì điều đó. Đừng hoài nghi về những trạng thái này của tâm hoặc về những phản ứng của ông đối với chúng. Hãy thiền hành cho đến khi ông thật sự mệt mỏi, sau đó chuyển sang ngồi thiền. Khi ông ngồi thiền, hãy quyết tâm ngồi thiền, đừng ngồi chiếu lệ. Nếu ông buồn ngủ, hãy mở mắt và tập trung vào một đối tượng nào đó. Hãy đi cho đến khi tâm tự tách khỏi những suy nghĩ và trở nên tĩnh lặng, sau đó chuyển sang ngồi. Nếu tâm của ông trong trẻo và tỉnh táo, ông có thể nhắm mắt lại. Nếu ông lại buồn ngủ, hãy mở mắt ra và nhìn vào một vật nào đó. Đừng cố gắng thực hành như thế này cả ngày lẫn đêm. Khi ông cần ngủ, hãy đi ngủ. Việc này cũng giống như thức ăn của chúng ta. Chúng ta ăn mỗi ngày một bữa. Đến bữa ăn, chúng ta nạp thức ăn vào cơ thể. Nhu cầu về giấc ngủ cũng hệt như vậy. Đến lúc ngủ, hãy nghỉ ngơi một chút. Khi ngủ nghỉ đã đủ, hãy thức ngay dậy. Đừng để tâm lơ mơ trong sự đờ đẫn, hãy thức dậy và làm việc, hãy bắt đầu thực hành. Hãy thiền hành cho nhiều, nếu ông đi chậm và tâm trở nên đờ đẫn thì hãy đi nhanh. Hãy tìm hiểu để tìm ra một tốc độ đúng cho chính mình. Thì hãy đi nhanh, hãy tìm hiểu để tìm ra một tốc độ đúng cho chính mình. Thì hãy đi nhanh.